Mến chào bạn đọc của báo Tuổi Trẻ. Vào lúc 19 giờ hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Campuchia ở lượt trận cuối cùng bảng A bóng đá nữ SEA Games 31. Trước khi bước vào trận đấu này, chúng ta sẽ dành ít thời gian để lắng nghe các vị khách mời, các vị bình luận, các vị bình luận viên có phần bình luận trước trận đấu. Chúng tôi sẽ được giới thiệu sự xuất hiện của nhà báo Nguyễn Nguyên, báo Pháp Luật, hai cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam, đó là tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Trâm và hậu vệ Văn Thị Thanh. Em muốn được nghe ý kiến trước của chị Trâm là chị muốn gặp đối thủ nào của đội tuyển Việt Nam ở bán kết hơn, Thái Lan hay là Myanmar? Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là trận đấu với Campuchia sắp tới thì có lẽ sẽ là một sự tính toán của Bắc Trung. Tất nhiên đội tuyển Việt Nam chắc chắn rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đá như thế nào để chúng ta thứ nhất là bảo toàn lực lượng, thứ hai là tránh chấn thương, và thứ ba là chúng ta sẽ đi thử nghiệm những cầu thủ, những nhân tố khác nữa để chúng ta sẽ có một đội hình mạnh nhất cũng như một lực lượng tốt nhất để đi vào trận bán kết. Trận tiếp theo thì giữa Thái Lan và Myanmar thì cá nhân Trâm nghĩ rằng chắc bằng Thái Lan sẽ nhất bảng, và có lẽ Việt Nam mình sẽ gặp đội tuyển Myanmar ở vòng bán kết. Thưa nhà báo Nguyễn Nguyên, là sau chiến thắng trước Philippines thì cái nhà báo là có tin tưởng rằng là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games không ạ? Thực sự thì tôi kỳ vọng vào cái điều đó. Cái thế hệ mà họ trở lại giống như là SEA Games đầu tiên chúng ta đăng cai, mà chúng ta nhìn thấy Văn Thị Thanh ghi một cái bàn quyết định đấy. Tức là tôi mong chúng ta sẽ quay lại với một cái trận chung kết như thế. Thực sự thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái SEA Games khó, sẽ khó hơn rất nhiều so với SEA Games 30, là bởi vì là các đội đã được nâng cấp, đặc biệt là Philippines. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng có khả năng chúng ta sẽ gặp lại Philippines ở trận chung kết không chừng. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là khó khăn, nhưng các cầu thủ chúng ta sẽ vượt qua. Thưa chị Văn Thị Thanh, là nếu như ở trận bán kết sắp tới mà chúng ta giống như là chị Trâm nói là chúng ta gặp lại Myanmar, thì niềm tin của chị đặt vào đội tuyển nữ Việt Nam là như thế nào ạ? Chị nghĩ là chúng ta có thể sẽ vượt ra Myanmar rồi gặp lại đội Philippines giống như là nhà báo Nguyên Nguyên nói không ạ? Trận chung kết SEA Games năm nay ạ. Cá nhân Thanh thì nghĩ là thời điểm này ấy, thì là gặp Thái Lan hay Myanmar thì nó cũng vậy thôi. Vừa rồi chúng ta có xem cái vòng loại World Cup ấy, tại chúng ta gặp Myanmar gặp rất rất nhiều cái khó khăn, đó là với cái sức trẻ của Myanmar. Bên cạnh đó thì Thái Lan thì bây giờ là cũng cái sự chuyển giao cái thế hệ thì nó cũng có cái sức trẻ cũng như kết hợp giữa cái lứa cầu thủ trẻ và cũng cầu thủ già. Còn bản thân Thanh nghĩ thì thời điểm này gặp Myanmar hay Thái Lan cũng vậy, nhưng Thanh nghĩ nếu mà gặp Thái Lan thì có thể là chúng ta sẽ dễ đá hơn cái thời điểm này, vì một số các cầu thủ Thái Lan thì hiện tại đang thi đấu ở nước ngoài và các cầu thủ không có tham gia cái giải lần này vì là câu lạc bộ là người ta chưa nhả quân, nên là Thanh nghĩ là thời điểm này gặp Thái Lan nó sẽ có thể là đội tuyển Việt Nam sẽ có thể dễ đá hơn. Thanh nghĩ Cảm hy ơn vọng chị Văn. Cảm ơn chị Thanh ạ. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Nguyên, cảm ơn chị Trâm, cảm ơn chị Đỗ Thị Ngọc Trâm, cảm ơn chị Văn Thị Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình bình luận trước trận gặp đội tuyển Campuchia. Một lần nữa xin cảm ơn hội đồng chuyên môn rất là nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại hội đồng chuyên môn trong những trận đấu tiếp theo.